ở Cà Mau đó, thấy không? Dạ dạ đúng rồi. À, là Hiền ở chỗ Là đó. Hiền ở đó. À, cả hai vợ chồng. Hai chồng ở đó luôn, em À, thì đi lên lên xuống nó chơi thôi. phụ trách cái cửa hàng đó. Dạ. Cửa hàng của nó phát triển so với của Hón là có bằng không? Chắc không bằng ha. Của Dạ. Hón lớn hơn, của Dạ. Hiền nhỏ Nhà hơn. nhà Hón thì lớn hơn nhiều. Của con lớn hơn. Ai ai lớn Của hơn? Của Hón lớn hơn. Hón Dạ. lớn hơn. Dạ. Hón thì cái nhà nguyên cái nhà hồi đó anh ba xuống đó, nguyên cái nhà đó luôn. Rồi sau này thì Cả Hiền ở dưới nhà. đây thì nhỏ. Nhà nó xây lại đẹp lắm anh ha, anh ba thì mới Xây lại xây à, con xây lại nữa Dạ. rồi Xây lại 4-5 tấm đẹp lắm, rộng rãi rồi bạn lắm. thế kìa thế thì rộng rãi quá rồi. Rộng rãi lắm. Có ai về có ghé đó không? Có em Có có ghé lên nha hả? chơi, dạ Dạ lên chơi mấy quận. Có ghé Bạc Liêu hả? Dạ À, rồi mới về Cà Mau. thế tốt quá Dạ rồi, về 2 tháng nay mà không có thông tin không biết để mà gọi điện thoại là nói chuyện là thăm nhau Dạ. Về rồi cái vòng vòng tùm lum ở đây tùm lum. À. À, rồi.